Dạ, em kính chào quý cô bác anh chị đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước nha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho quý cô bác anh chị mình một căn nhà cấp 4 nằm tại ấp 4, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha cả nhà mình nha. Ngôi nhà mà em muốn giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình là có chiều ngang là 15m, chiều sâu là 118m, trên đất có 100m thổ cư với tổng diện tích là 1.756,2m2 nha. Với giá bán là chỉ có 950 triệu nha quý cô bác anh chị mình. Thì trước tiên em sẽ giới thiệu về con đường và ranh giới của cái ngôi nhà em muốn giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình. Tí nữa em sẽ đi vào trong ngôi nhà, quay sơ lược đầu đuôi và phía sau ngôi nhà cho quý cô bác anh chị mình xem ha. Tại hiện tại là em đang đứng ngay trước cái mặt tiền lộ nhựa này cả nhà mình. Con đường này là con đường 6m ha. Tiêm đường lộ giới là 9m. Dạ, từ đây chạy ra đường DT759B hay còn gọi là trung tâm trường trạm của cái xã Thiện Hưng mình là rơi vào hơn 3 km nha cả nhà mình ha. Và đường này là đường liên thôn liên xã nha cả nhà mình. Cái ngôi nhà mà em muốn giới thiệu với cả nhà mình là thông tứ hướng ha. Đường này cũng là đồng thời chạy ra thôn 5, chạy ra cổng chào và cũng ra đường DT759B hay còn gọi là trung tâm trường trạm được luôn cả nhà. Ở đây là dân cư đông đúc ha, nhà cửa san sát luôn nha. Đặc biệt là có bóng đèn đường luôn nhé cả nhà mình ha. Đó, và điện wifi vào tới nhà mình luôn nha. Đường này xe lớn, xe nhỏ đi vào được hết luôn. Còn ranh giới của cái ngôi nhà em muốn giới thiệu với cả nhà mình là từ đây ha cả nhà mình. Sát bên cái cây cột điện là từ cái hông nhà của mình nha. Chạy ngang 15m sang, chạy ngang 15m dọc cái mặt tiền đường nhựa này. Trước cái ngôi nhà của mình là anh chị có bán bánh cuốn nóng nha. Buôn bán đồ ăn sáng buổi sáng để cho dân mình ăn uống. Dạ đây, đây là cái ranh giới thứ hai sát với nhà hàng xóm cả nhà mình. Chạy chiều sâu xuống là được 118m. Đây em đang cầm hình sổ trên tay, bây giờ em sẽ đi vào trong. Em quay cái hình sổ và quay sơ lược cái nhà cho quý cô bác anh chị mình tham khảo ha. Dạ đây, cái căn nhà mà em muốn giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình á là xây tường đôi hết nha cả nhà mình. Còn cái sổ là em đang cầm trên tay này, hình sổ là rất chỉ là vuông vức luôn. Đầu đuôi là 15-15 hết luôn. Trên đất của mình thì có thổ cư rồi nha cả nhà. Đây em sẽ quay 100m thổ cư cho quý cô bác anh chị mình xem. Đây là cái ngôi nhà của mình nằm tại ấp 4, xã Thiện Hưng, Bù Đốp, Bình Phước ha. Có 100m thổ cư. Bây giờ em sẽ đi vào trong ngôi nhà, em quay cho quý cô bác anh chị mình xem. Nhà của mình là gồm có một phòng khách, phòng ngủ và bếp nhé cả nhà mình. Đó, ở bên hông của mình là làm chữ L này, vẫn có đất dư để cho mình sinh hoạt và trồng trọt một vài cây ăn trái thoải mái nha. Chị ơi, chị bán ngôi nhà này chị để lại những gì trong nhà? Ý là chị bán chị để lại những gì trong nhà? Hay là chị để lại cái xác nhà thôi? À, vậy là đồ đạc mình đang đi hết đúng không? Dạ. Ý là chị để lại cái xác nhà thôi nha cả nhà mình ha. Còn toàn bộ các thứ là chị sẽ mang đi nha. Đó, bây giờ là căn nhà của chị ha. Có một cái gian lồi ở đây để cho con cái học hành hoặc mình làm gì cũng được ha cả nhà mình. Đây bây giờ em sẽ đi về phía sau. Đây là phòng ngủ của mình ha. Đó, đây là có hai phòng ngủ luôn, phòng học cho các con các cháu của mình. Còn đây là cái gian dưới bếp của mình ha. Bây giờ em sẽ đi ra phía sau, em cho quý cô bác anh chị mình xem. Rồi cảm ơn lấy giúp cô đôi dép. Con trai rất chuyện biết ý luôn. Từ đây mình quay lên là ngôi nhà cực kỳ đẹp này cả nhà mình. Đó, thì em cũng xin báo là cái giá của mình là 950 triệu ha. Rồi cảm ơn con trai nha. Nhà tắm, nhà vệ sinh của nhà mình ở đây nha. Đó, bây giờ em sẽ đi ra phía sau. Ở đây là anh có làm chuồng nuôi heo luôn nha cả nhà mình. Đó, heo này là heo lai ha. Đằng sau có chuồng bò luôn. Dạ thì cái ngôi nhà mà em muốn giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình á là có 950 triệu ha. Thì mọi thông tin chi tiết quý cô bác anh chị mình á xin liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393 717 nha. Và trong quá trình mà xem á, cả nhà có thể ủng hộ em có thể là bằng một nốt like hoặc là đăng ký kênh em để em có thể là quay những video giá rẻ hợp lý để cho quý cô bác anh chị mình tham khảo luôn nha. Còn ranh giới ở đây là rất rõ ràng nha quý cô bác anh chị mình. Sát với cái nhà hàng xóm là có lưới B40 rồi ha. Trên đất của mình thì là anh đã có trồng cỏ cho bò này.
Đó. Còn phía sau là anh có trồng giàn thiên lý nha. Thì em sẽ quay thế này và đó. Có trồng cao su non luôn nhé cả nhà mình. Thì em quay sơ lược cho quý cô bác anh chị mình nhìn thôi ha. Tại vì đi đằng sau là rất dài. Còn bên em là có kết hợp với các anh địa chính, nên là quý cô bác anh chị mình yên tâm về cái vấn đề là đất đai và sổ sách ha. À, trong cái quá trình mà mình thỏa thuận giữa chủ nhà và bên khách hàng của mình, thì bên em sẽ đứng ra là sẽ đảm bảo cho cái vụ là đất đai không tranh chấp và không nằm trong khu quy hoạch nha. Mảnh đất mà em, cái mảnh đất và kèm nhà em muốn giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình á, từ thành phố mà đi lên là sẽ rơi vào 170 km, từ Bình Dương mình đi lên á, là sẽ rơi vào 120 km ha. Còn từ Bến Cát, Trơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, mình chạy theo quốc lộ 13 là sẽ tới cái ngôi nhà em giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình. Còn mình đi theo quốc lộ 14 là đi từ Đồng Xoài lên Phước Bình, Bùi Gia Mập, Đa Kia và tới Thanh Hòa. Và đi vào trong đây là tới vị trí cái miếng đất em muốn giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình nha. Dạ nãy giờ thì em cũng đi đầu đuôi cái mảnh đất em muốn giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình nhé. Ở đây là dân cư san sát luôn nhé cả nhà mình. Đó, ở bên hông này, cực kỳ thoải mái và thoáng đãng luôn. Đấy, hông đang còn cực kỳ dài luôn nha. Nhà cửa thì đó, dạ. Thì nãy giờ em cũng đi đầu đuôi cái ngôi nhà với tổng diện tích là chiều ngang là 15, sâu 118, trên đất có 100m thổ cư, với giá bán là 950 triệu ha cả nhà mình ha. Đây là cái chỗ mà chị bán đồ ăn sáng buổi sáng này. Đó. Dạ vâng, nãy giờ em cũng đi đầu đuôi cái ngôi nhà em muốn giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình với giá là 950 triệu nha. Thì mọi thông tin chi tiết quý cô bác anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393 717. Đây cũng là số điện thoại và số Zalo của em ha. Em cũng mong quý cô bác anh chị mình ai thiện chí thì có thể kết bạn Zalo để em gửi thông tin về sổ sách và giá cả của ngôi nhà của mình luôn. Thì đến đây em cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi video của em trong thời gian qua.